có những lúc bạn chẳng thuộc vào một nhóm người nào cả, và đấy là điều cần thiết. Mình cảm thấy rằng là con đường mà chúng ta đi đó, trước hết vẫn phải là đi một mình. Chúng ta phải đủ cứng cáp và đủ thấu hiểu bản thân. Vậy nên là chúng ta cần thời gian để một mình, cần thời gian để bước đi và thật sự nhìn nhận lại những quá trình mà chúng ta đã đi, mà không bị ảnh hưởng quá nhiều đến những sự đánh giá và định kiến của một nhóm người nào đấy. Và đương nhiên việc tập trung vào bản thân mình là điều cần thiết, để những thứ phù hợp với giá trị của bạn, nó sẽ tự động hút gần hơn với bản thân bạn. Tốc độ thành công của các em nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Nhớ nhá, học không phải chỉ vì mình, học là vì gia đình mình. Nếu như nhà các em giàu rồi các em phải về để gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nếu như nhà em chưa giàu thì các em phải, các em phải cố gắng lên học. Mình từng đọc một câu thế này: đừng bao giờ từ bỏ quyền được thành công của mình. Nếu bạn từ bỏ quá nhiều, cuối cùng bạn sẽ tích lũy đủ hối tiếc cả một đời người. Bạn của tôi ơi, thành công không phải thứ gì đó quá to lớn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta nhận ra rằng hôm nay đã học được nhiều điều mới, hôm nay ta tốt đẹp hơn, giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua, thì đó cũng là thành công nhỏ. Không có sự thành công nào là dễ dàng, thậm chí là rất nhiều khó khăn. Nhưng tin mình đi, chỉ cần bạn nỗ lực không ngừng, ắt sẽ tới thời điểm cả vũ trụ góp sức giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright, la da di da di, we let your body dance, you and me doing whatever we want. No, I believe. Đi xe hơi mắc tiền, ăn mặc sang trọng. Khi mà thấy xung quanh như vậy, chúng ta nghe riết, đặc biệt là các bạn trẻ, bạn cứ tiếp nhận những cái hình ảnh đó mỗi ngày và dần dần xem đó là một cái sự thật, là một cái điều hiển nhiên. Xong rồi các bạn nhìn lại bản thân mình, các bạn thấy là mình chưa có gì hết, nên nó làm cho các bạn cảm thấy bị áp lực, thấy mình là một cái kẻ thất bại. Nó làm cho chúng ta quên đi cái bản chất của sự thành công đó là cái gì. Sự thành công cao nhất nó chính là hạnh phúc, là cái sự viên mãn. Nó không phải là ở cái khía cạnh tiền bạc, vật chất hay là địa vị. Tất cả những cái thứ này nó chỉ là công cụ để mang chúng ta tới cái mục tiêu thành công kia. Nhưng mấy ai đã thực sự cố gắng sống trọn vẹn cho hiện tại chưa? Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có một cách nói rất hay về việc thưởng trà. Chỉ khi thực tình có mặt trong giờ phút ấy, bàn tay bạn mới có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của chén trà. Chỉ khi đó, bạn mới ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, thưởng thức được nét đẹp tinh tế. Nếu quẩn quanh trong quá khứ hoặc lo nghĩ đến tương lai, bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ trải nghiệm thưởng trà. Bạn sẽ chỉ nhìn xuống chén và trà đã biến mất. Có lẽ không ít người giật mình khi nghe câu nói này. Trong những năm tháng có thể học tập tốt nhất, bạn lại chọn yêu đương. Trong những năm tháng bạn có thể chịu khổ tốt nhất thì bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Để rồi năm cạn tháng mòn, bạn đã bỏ lỡ những ngày tháng có thể chịu khổ để phấn đấu đưa bản thân đến một cuộc đời mở mang và ý nghĩa hơn. Đừng để bản thân phải hối hận vì chỉ toàn những điều vô nghĩa tẻ nhạt mà bạn đã làm. Muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. Hai, suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. Trong cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử có viết như thế này: mỗi người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ. Nhưng thực ra chúng ta đều là người bình thường, không cần chán nản, cũng đừng hoảng loạn. Hãy làm một con ốc sên chăm chỉ bò, hay chú chim ngốc nghếch kiên trì bay. Trong cuộc sống bình thường luôn khiêm tốn và chăm chỉ, nhất định sẽ có ngày bạn đứng ở nơi rực rỡ, sống một cuộc sống mà mình từng khát vọng. Cause I know you saved my life.
kiếp này mẹ đã vất vả nhiều, cha cũng đã vất vả nhiều. Mong cha mẹ luôn khỏe mạnh, mong lòng cha mẹ luôn bình an, mong cha mẹ luôn được che chở dù cha mẹ có đi đâu. Sau khi cầu nguyện như thế, nhiều người đã rơi nước mắt. Khi nghĩ về cha mẹ, hiếm ai không xót thương và áy náy vì là phận làm con mà không thể phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn. Ai cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, nhưng hoặc họ không biết cách, hoặc không có cơ hội, hay đã vụt mất cơ hội nên chưa thể nói hết điều mình muốn nói. Đến khi cùng nhau nhắm mắt và cầu nguyện cho sức khỏe, bình an, hạnh phúc của cha mẹ, bất giác nước mắt họ chảy dài. Khi tôi cùng mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ, tận sâu trong đáy lòng tôi thốt ra một câu nức nở: mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ rất rất nhiều. Những lời được nói từ trái tim chứ không phải từ bộ não luôn đơn giản. Xa khơi khi mà trời đang rơi bão, ước ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt nên nhất định phải nhìn đường thật lâu. Đằng sau không ai chống lưng nên tuyệt đối không được gục ngã. Sau này có thể mọi người sẽ quên em là ai, nhưng chính em sẽ không bao giờ quên được mình đã từng nỗ lực như thế nào. Lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu, tình mình như thứ nước hoa phăng phất, nồng nàn như bát buôn rượu. Này người yêu dấu, nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta, thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc, vì niềm đau ấy sẽ qua. Sẽ qua.